Khoảng 5 giờ 30 sáng ngày 29 tháng 5, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ Hoàng Dung, địa chỉ số 98 đường Trường Chinh, phường Phụ Đổng. Tại đây, trong các phòng 102, 103, 106 và 108, lực lượng công an phát hiện có tổng cộng 16 người, 14 nam và 2 nữ có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tại thời điểm kiểm tra, nhiều người vẫn đang sử dụng ma túy đá với nhiều dụng cụ như bình đập đá, đĩa dùng để xào ma túy đá đèn nháy mini, nhóm này đa phần đều tuổi đời khá trẻ, từ 17 đến 20. Cá biệt có một trường hợp là học sinh lớp 10 của trường trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku và một số người đã từng bị công an lập hồ sơ đưa đi cai nghiện. Ngoài ra, tại phòng 103, lực lượng công an còn thu giữ hai gói ni lông, bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá. Nguyễn Lê Phúc Thịnh, sinh năm 2000, trú tại số nhà 59 Lê Lợi, thuộc tổ 7, phường Sơn Tây, thành phố Pleiku, khai nhận đây là ma túy đá mà Thịnh mang vào đây để cùng nhóm bạn sử dụng.